Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có sinh hoạt hàng tuần, khóa lễ buổi sáng và pháp thoại. Giờ này đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, theo thông báo thì hình như tỉnh Alberta COVID cũng đang tiếp tục tăng. Cho nên chúng ta có cái luật mới là hễ ở trong cái phạm vi sinh hoạt bên trong thì chúng ta cần đeo khẩu trang, vậy thôi. Ngoài ra thì mọi sinh hoạt bình thường. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày của mình á, chúng ta có hai cái cảm nhận mà ai cũng thích và ai cũng sợ, tức là mình sợ buồn và mình thích vui, đúng không? Làm cái gì vui mình mới thích, buồn mình đâu có thích. Thí dụ bây giờ nghe giảng mà buồn quá buồn ngủ cho nên là mình phải vui. Thì mỗi ngày chúng ta khởi một cái niệm, khởi niệm tức là chúng ta khởi một cái ý là mình thích vui, mình không thích buồn. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để cho cái niềm vui đó nó có mặt và nó nuôi dưỡng mình, nó liên tục với mình? Và thậm chí có những cái điều mà không vui nó xảy đến, và tại vì trong lòng mình có nhiều cái niềm vui cho nên mình ôm ấp được nó. Mình ôm ấp được nó và mình thấy rằng ôi chuyện nhỏ. Còn nếu mà hàng ngày mình cứ sống và mình cứ quan trọng quá bất cứ việc gì thì và mình phiền não nhiều quá thì lâu ngày nó dồn dập lại và mình trở thành một người dễ cáu kỉnh, dễ gắt gao. Thậm chí người ta hỏi một câu rất đơn giản nhưng chúng ta vẫn dễ khởi nóng. Là tại vì mỗi ngày chúng ta cứ chú tâm vào những cái công việc nhỏ nhất đó và chúng ta biến mình thành trở thành một người gai góc lúc nào mình không hay. Và trong kinh á, Đức Phật gọi á, cái người mà cứ hay khởi những cái phiền giận mỗi ngày chút chút vậy đó và nó trở thành ra một chướng ngại cho mình thì cái đó gọi là phiền não chướng. Còn nếu như mình nhìn lại và mình thấy rằng á, mình tu tập, mình đi kể từ khi mình biết đi chùa, mình đọc kinh, mình nghe pháp thì mình bắt đầu có sự bớt phiền giận, mình không có còn như ngày xưa nữa, thì cái trường hợp mà mình được như vậy đó là bắt đầu mình có cái niềm vui. Cho nên làm sao mỗi ngày mình tập, mình sống như thế nào, mình hành xử như thế nào, mình tiếp xúc như thế nào, đừng quan trọng việc gì quá đáng. Việc gì mình xả được mình xả để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và mình có niềm vui. Cái người mà người ta dễ dãi, chuyện gì người ta cũng bình thường được hết. Và cái người mà người khó khăn thì chuyện gì cũng quan trọng và làm cho mình phiền não. Thì cái trường hợp đó là phiền não chứ. Và khi mà phiền não mà nó sinh rồi thì nhất định mình phải hành xử, phải nói năng, phải như thế nào để nó tương ưng với cái phiền não của mình. Thì cái đó gọi là nghiệp chướng. Tại vì khi mà khởi phiền não thì phải có hành động, phải thể hiện qua lời nói. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa làm gì đó, Pháp Hòa đang ngồi yên nghỉ, thí dụ đang ngồi yên, có người đi vô đi ra làm phiền mình quá, cái bắt đầu mình nổi quạo lên, mình la. Thì phiền não nó thể hiện, mình không có giữ gìn được thì nó thể hiện qua lời nói, làng tháo quát la người ta. Thì lâu ngày cứ khởi phiền não thì phải hành xử, phải ứng xử. Phiền não thì ứng xử, thì cái ứng xử đó gọi là nghiệp chướng. Hai rồi phải không? Phiền não chướng, nghiệp chướng. Nhưng mà rồi cuối cùng á, khi mà mình phiền não, mình tạo nghiệp, khi người ta lâu ngày người ta không ai thích mình hết, không ai thích chơi với mình, không ai thích nói chuyện với mình, ai cũng xa lánh mình, thậm chí người ta bỏ mặc mình
vân vân. Và mình trở thành ra một người như vậy thì cái đó là cái kết quả của bằng cái cách sống phiền não và tạo nghiệp. Cho nên cái thứ ba gọi là báo chướng. Nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng. Và cái thứ nếu mình dừng ngay đây thì trong kinh Phật gọi là tam chướng. Nhưng mà trong kinh Phật còn có một chữ gọi là tứ chướng. Và tứ chướng thêm gì? Thêm cái kiến. Kiến là gì? Là những cái thấy sai lầm của mình. Những cái thấy sai lầm của mình, những cái nhìn lệch lạc của mình, nó tạo ra cho mình phiền não nghiệp. Như vậy thì phiền, cái mà cái một trong những cái nhân mà tạo cho mình phiền não cũng một phần do cái kiến của mình. Phật học có hai loại chướng. Một là tam chướng, nhiều chướng lắm, có khi nói nhị chướng nữa. Tam chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, mà thêm cái chướng nữa gọi là kiến chướng. Và bây giờ mình nghĩ lại, thí dụ có đôi lúc mình nóng nảy, mình nóng nảy cái mình la, mình nói xong cái mình làm cho cái tình cảm mình nó mất đi, hay là mình mất đi một cái cơ hội gì đó, cái mình tức mình quá, mình nói sao tôi tức tôi ghê vậy đó, tôi giận tôi ghê, tôi tại sao tôi nóng nảy vậy, thì cái nóng nảy, cái phiền não đó nó trở thành cái kẻ địch của mình. Tại vì sao? Tại vì nó chính là cái người mà làm cho mình. Tại vì mình làm bạn với nó, mình làm bạn với nó, cái mình khởi tâm mà mình phiền não, mình làm bạn với nó. Vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú câu thứ 66 có kể là một câu chuyện. Có một cái ông đó, ông tên là Subhabuddha. Ông này bị bệnh cùi. Thì một hôm đó, ông đến một tỉnh, đến tỉnh xá lúc Phật đang thuyết pháp, nhưng ông không có vào bên trong, ông ngồi bên ngoài. Thì khi mà ông ngồi bên ngoài, ông lỡm nghe pháp, vậy mà ông chứng quả. Ông chứng được sơ quả, gọi là quả dự lưu. Dự lưu tức là cái quả này là mình nhập vào cái dòng thánh rồi không còn lui sụp gì nữa hết. Thì ông cũng muốn trình bày, ông cũng trình bày cái chỗ ngộ nhận, cái chỗ mà mình nhận được, cái chỗ mình giác được á. Nhưng mà ông ngại, ông không dám tới gần Đức Phật. Thứ nhất là ông bị bệnh cùi, thứ hai là giữa đại chúng đông quá ông mắc cỡ. Cũng giống mình vậy thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy ngồi bình thường vậy đó, mà hễ mà mời quý vị lên đây mà phát biểu gì một chút là mình run rẩy mình lên. Tại vì sao? Tại vì mình sợ đám đông. Thì cái ông mà Subhabuddha này cũng vậy. Ông chứng quả rồi mà không dám ra để trình Phật. Thì ông quay ông đi về. Thì lúc đó có một vị trời muốn giúp cho ông, cho nên mới nói khích. Ông là cái người không có để tâm, ông là cái người trong lòng không có Phật, trong lòng không có pháp, trong lòng không có tăng. Nói vậy cái ông nghe ông không thoải, ông nói ai nói? Tôi mà làm sao không có Phật pháp tăng được? Chẳng những tôi có Phật pháp tăng mà tôi còn có cả 7 cái tài sản của bậc thánh nữa kìa. 7 tài sản của bậc thánh là gì? Là tín giới, tàm quý, văn, thí tuệ. Tín là niềm tin, giới là mình đạo đức, tức là mình sống đời sống của mình nghiêm túc, mẫu mực, đạo đức. Thứ ba là có xấu hổ, có tàm, có quý là 4 rồi. Có biết lắng nghe là 5. Có biết chia sẻ gọi là bố thí. Và có trí tuệ. Tín, văn, tàm, quý, thí, xả, tuệ. Đó là 7 tài sản của bậc thánh. Còn thế gian mình thì mình chuộng 7 tài sản của thế gian là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là 7 thứ thế gian mình thích. Còn đối với người tu á, nếu mình kiểm lại trong người của mình á, có tín, có văn, có tàm, có quý, có thí, có xả, có tuệ. Mình có được những cái đó mình biết. Mình ít nhất, thí dụ bây giờ mình không lẽ 7 cái 7 này không có được tới 4 năm sao?
tin là mình có rồi đó, là một thứ tài sản rồi đó. Nhưng mà nhớ là tài sản này là không mất nha. Tài sản không bao giờ mất, đó là tính. Niềm tin là không có lung lay. Dù ai nói ngửa, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chừng. Mình mới vừa bắt đầu đi chùa học tụng kinh, cái bắt đầu nghe rù rì hàng xóm đấy. Lúc này không biết làm tội lỗi gì, lúc sám hối tu dữ lắm. Ta nghĩ sao, ta nghĩ miệng mình biết chuyện của mình thôi. Mà thí dụ người ta nghĩ vậy cũng có gì đâu, là không đúng. Đúng rồi, mình nhận ra cái lỗi lầm, cái sai quấy của mình, giờ mình bắt đầu mình tu. Người ta nghĩ cũng đúng chứ có gì sai. Cái nghe vậy cái thôi dẹp không tụng nữa. Tụng mấy bà cười tôi. Rồi cái vụ như giờ mình tập ăn chay. Mình tập ăn chay mà nghe người ta nói gì đó cái bỏ, không ăn, ví dụ vậy. Cho nên niềm tin phải vững. Mà người nào mà có một niềm tin mà vững chắc ở nơi mình, người đó là có một tài sản. Nội cái chuyện mình tự tin mình đó nè. Tin mình, tin người nè. Và mình tin cái gì? Tin nhân quả. Nhân quả tin vững chắc, không ai nói gì được hết. Tin sự, tin lý. Người ta có bác bổ những chuyện mình làm, nhưng mình hiểu đây là cái sự, còn cái lý, đạo lý ở bên trong tôi vẫn biết. Thí dụ như người ta thấy mình mua bông, mua trái cúng Phật đi, ta không biết, ta nói mê tín Phật nào mà ăn mà cúng. Cúng con trái, có vài trái cam mà xinh quá trời quá đất luôn. Thí dụ vậy đó. Mình phải hiểu chữ cúng đây là dân tặng. Hoa là cái đẹp, trái cây là cái quả. Vậy thì người Phật tử mỗi lần mình khởi ký niệm mua hoa trái cúng Phật là mình khởi trong lòng một ý niệm rằng mình luôn luôn muốn sống đẹp và sống mang lại những kết quả tốt để dâng tặng cho người. Hiến cúng là vậy. Khởi niệm, nếu mà mình không cúng thì mình không khởi tâm. Cũng giống như mình đi đâu mình gặp cái gì mình muốn mua cho bạn mình. Mình khởi cái tâm về người đó, mình mới khởi được cái ý là cái quà mình muốn cái tặng cái gì. Cho nên một cái việc mình tặng quà mà nó đã có nhiều cái chiều sâu trong đó là mình nghĩ tới người bạn và mình biết họ muốn cái gì, họ thích cái gì. Và mình mua bằng tất cả cái mình tạo cái món quà đó bằng tất cả tình thương của mình. Đó là mình tin sự, tin lý, tin nhân, tin quả. Người có niềm tin không lung lay thì đó là tài sản. Người nghe để làm gì? Để thanh lọc cái thấy biết của mình. Có nhiều khi mình nghe vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Mình thấy vậy mà cuối cùng hỏi lại không phải vậy. Cho nên cái nghe rất cần. Nghe đây là biết lắng nghe. Nghe là để học hỏi, chứ không phải nghe để mà mình vạch lá tìm sâu chỉ trích. Không phải, cái nghe đó không phải. Cái đây là nói về cái nghe để học hỏi. Cũng giống như một học sinh nó vô lớp á, nó phải lắng nghe thầy cô giảng bài nó mới hiểu bài. Còn nếu mà nó vô đó mà nó không nghe thì làm sao nó hiểu gì? Đó. Chồng mà nói vợ không muốn nghe thì hai chồng làm gì hiểu nhau? Đó. Vậy vợ nói mà chồng không muốn nghe thì lấy gì hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì đâu có thương lâu. Cho nên biết nghe, biết lắng, biết thương sâu. Con nó muốn nói gì với mình phải ngồi đó mình nghe nó nói. Cho nên lắng nghe là một cái nghệ thuật, là một cái đức lành. Vì vậy mà mình thờ Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho vị Bồ Tát biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người khác. Vậy thì mình thờ Quan Âm đâu phải để mình nghĩa là mê tín, mình cầu khẩn Đức Quan Âm, mà mình lại Ngài, tức là mình tri ơn và học hạnh. Con xin học hạnh lắng nghe của Ngài. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm đó là sự. Còn cái tiềm ẩn bên trong gọi là cái lý. Người biết nghe sự, nghe lý thì tự nhiên thấy à, có logic, có nhân, có quả. Cho nên cái ông này ông nói tôi á, chẳng những niềm tin Phật Pháp Tăng tôi không có lay động, mà tôi còn có thêm đủ 7 thứ tài sản của Bậc Thánh. Nói xong vậy thì Đế Thích khuyến khích ông đi lên gặp Phật, trình cho Phật nghe. Cũng giống như mình mà làm gì hay không dám trình cho Phật, cho thầy biết, cái người bạn mình khuyến khích mình,
anh làm cái đó được, sao anh không lên anh trình cho thầy biết là anh biết làm, để có gì mà mình thầy nhờ, thí dụ vậy. Thì anh lên anh trình cho Phật. Ông này ông lên trình Phật. Khi mà trình Phật xong rồi, Phật ấn chứng rồi, ông đứng dậy, ông nghe pháp xong đứng dậy, ông ra khỏi tịnh xá. Quý vị biết vừa ra tới tịnh xá thôi, bị một con bò cái nó hút vô ông, chết tại chỗ. Thì các thầy mới chạy vô báo tin cho Phật biết, ông này bị chết rồi. Gặp mình một cái là trời ơi, đó tu với hành, thấy không? Phật phù hộ. Mới vô chùa một cái ra gặp Phật, ra ngoài chết queo. Nhưng mình nếu cái người mà ta thấy có nhân quả là khác à. Đức Phật mới nói cái nhân quả của ông là vì đời trước á, ông thầy, cái ông mà gọi là Subha Buddha này đó, đời trước ông là kết bạn với bốn người bạn, bốn người nam với nhau, và đi ra ngoài đường đi tìm một cô kỹ nữ để mua vui. Và cô kỹ nữ đó rất đẹp, cho nên cô đã ra giá hơi cao. Và bốn người này á, ăn gian. Tức là sau khi mà gần gũi với cô này xong rồi á, còn muốn giết luôn cô này để lấy lại cái số tiền mình trả cho cổ, và đồng thời còn lấy luôn tiền của cổ đang có. Thì bốn người này nè, bốn cái người nam đó, thì trong này, trong bốn người đó có ông Subha Buddha này. Và khi mà bốn ông này giết cái cô đó đó, thì trong khi cổ bị giết như vậy, cổ khởi cái tâm: hôm nay tôi chết với bốn tay ông, bốn bờ tay của người này, và tôi nguyện làm một loài quỷ, và tôi sẽ báo thù này vì cái lời ác nguyện đó. Cho nên khi cô chết đi, cô theo cái nghiệp đó. Thay vì mình theo cái nghiệp mình tái sinh, thì khi mình lúc mình cận kề cái chết đó, mình khởi cái nghiệp gì nặng nhất, thì lúc đó cô khởi cái nghiệp hận thù, cho nên đi theo cái nghiệp đó tái sinh là một loài quỷ dạ xoa, và có đủ năng lực biến hóa. Và Đức Phật đã nói cái câu pháp cú như thế này: người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Chẳng những vậy mà Đức Phật còn nói một kiếp nữa, trong một cái quá khứ khác nữa, ông này cũng có một cái lỗi nữa, đã là phun nước bọt vào những cái bậc trưởng thượng, ví dụ như bậc thánh đi, hay là những người lớn tuổi hơn mình. Mình mắng xả, mình chửi rủa, mình phỉ báng, thì đó là cái quả của ông. Nhưng mà cái rồi khi mà, vì vậy mà Đức Phật nói người ngu si thiếu trí, tức là khi một người mà bị mê lầm, thường thường cái người ngu tức là người mê, người không có đủ trí. Mà người mê thì như thế nào? Sống với cái tập nghiệp của mình. Như nãy Pháp Hòa thưa đại chúng đó, mỗi ngày mình khởi cái gì lên mà mình sống với nó, rồi cái đôi khi mình hối hận một chút thì mình lại bực bội. Cho nên rốt cuộc ai hại mình? Phiền não nó hại mình. Cũng giống như mình xin sám hối. Mình nói ví dụ như mình ham ăn ngon đi, mình biết cái đó ăn vô là bệnh đó, nhưng mà giờ nó ngon quá chịu không nổi. Ăn vô xong rồi mình mắc bệnh. Vậy thì cái gì mà hại thân mình đây? Cái tật ham ăn của mình đó. Đó. Rồi nhiều khi mình có một cái tật ham vui, mình có một công việc rất là quan trọng phải làm, hay là mình có một cái mái gia đình thật là hạnh phúc, nhưng mà tại vì mình không thắng được cái ham vui của mình, mình để cho cái ham vui đó nó lôi kéo mình, lâu ngày chày tháng thì mình lại lơ là, gia đình có thể hạnh phúc, tiền của mình mất đi. Rồi cuối cùng là mình hối hận, mình giật mình thì nói sao? Tôi tức tại vì tôi bị cái con ma này của ma kia nó lôi mình. Cho nên nó tự ngã thành kẻ thù, tự mình trở thành một cái người cừu địch với chính mình là do những cái phiền não trong tâm mình.
Ví dụ như mình bị là mình lỡ bị một cái ganh tức nó sanh, và chính cái ganh tức đó đó nó xui khiến nó đẩy đưa mình đụng với cái người bạn mà là đó, cái mình nói lên những lời ganh tức mà người ta nghe người ta biết liền, người ta nghe là người ta ngửi được cái mùi ganh tức ở từ ở cái lời nói của mình. Rồi thấy lâu ngày cái người ta thấy mình vậy, cái người ta né mình, ta không có dám gần gũi mình. Cho nên trên đời á, nhiều khi bạn thì cũng biết, nhưng mà bạn tri kỷ không có, bạn tâm giao không có. Bởi vì có đôi khi mình không tìm được một người cùng tri kỷ, cùng cái chí hướng với mình. Vì vậy mà người xưa hay có câu á, quen nhau đầy khắp trong thiên hạ, tìm được tri âm có mấy người. Mình quen biết rất là nhiều, nhưng ai là người có thể mình chia sẻ, khó lắm. Tại vì trong cuộc sống này có đôi khi mình chung một chỗ đó nhưng mà không có cùng một cái chí hướng. Vì cái ông này á, trong quá khứ kết bạn với người xấu, thấy không? Kết bạn với người xấu, mặc dù đời này được chút phước nghe pháp, nhưng mà mình mới ngộ chứng của đời này thôi, còn cái quả trước mình vẫn phải trả. Cho nên ông bị con bò nó lủi chết. Vì vậy mà mình cũng thấy rằng trong cuộc đời này, những cái gì nó xảy ra đối với mình không có phải tự nhiên đâu, nó đều có những cái duyên do trước đó hết, mà tại vì mình không được biết thôi. Và nếu mình có học Phật thì mình hiểu được cái nhân quả, thì nhân quả nó cũng giúp cho mình an ổn đời sống của mình một phần nào. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình lúc nào cũng phó thác cho nhân quả. Mình nhận ra cái nhân quả như vậy rồi cuối cùng làm gì, ráng sống đời này cho nó tốt hơn, để mình chuyển cái quả mà mình đang lãnh. Thí dụ đời này mình lãnh cái quả xấu, nhưng mà người không có tu thì khổ đau với cái quả đó, còn người có tu thì sao? Chấp nhận cái quả này và biết ôm ấp, biết làm cho cái quả này nó được nhẹ nhàng hơn. Ví dụ bây giờ mình sanh ra một đứa con nó bệnh tật, nếu mình không hiểu đạo là mỗi ngày mình chăm sóc nó và mình chửi bới nó, mày là cái quan trái gì đâu tự nhiên lọt vô nhà tao, ví dụ vậy. Trời ơi, đời tôi sao khổ như vậy, sanh nhỏ này ra rồi khổ cho tới bây giờ, vừa chăm sóc vừa oán trách nó, thì cái nghiệp giữa nó với mình không có hết. Thay vì vậy phải không, giờ chăm sóc nó, thay vì mình khởi cái niệm bực bội đó đó, niệm Phật, khởi cái tâm thiện ôm ấp được nó. Mà chính bản thân mình đời này cũng khỏe nữa, mình không có khởi cái niệm bực bội mỗi ngày, mà mình biết khởi cái tâm sám hối. Có đời trước con với con ngủ chắc cái đời này, mình người không tu người ta thấy đây là nghiệp nha, còn mình tu mình thấy cái này là cái nguyện. Thôi tôi nguyện giúp đỡ cho đứa nhỏ này cho đến ngày nó viên mãn. Mà thưa đại chúng, đứa nhỏ nào mà nó có bệnh thì chắc chắn rằng nó không có lâu, thì mình làm hết cái viên mãn của mình. Mà thay vì mình vừa chăm sóc, mình bệnh la rầy, mình chửi bới chí, cái đó nó tự nhiên làm cho tâm mình phiền não bực bội, niệm Phật tụng kinh. Và mình khi đó là trước hết là mình tự chữa cái nghiệp chướng ở trong mình, kế đến là mình đem cái năng lực thiện lành để mình ôm ấp một đứa nhỏ bệnh. Đó mình nói mới con thôi nha, chưa nói về chồng vợ bà con quyến thuộc của mình. Cho nên có nhiều vị Phật tử lên nói là đang chăm sóc má chồng và rất là cực khổ, tại vì má bệnh rồi khó khăn đủ thứ vậy đó. Pháp Hòa hay nói thôi, quán chiếu đi, cái này là cái phước, cái phước mình được làm. Ở đây có những Phật tử Pháp Hòa thương quý lắm luôn. Tại sao biết không? Tại vì các vị chăm sóc cha mẹ rất là tận tâm tận tình. Và cái đó, và ngược lại có những người chồng bệnh mà chăm sóc tới ngày chồng mất 20 mấy 30 năm. Mà khi mà các vị kể và nghe, mình thấy thiệt, mình nói vậy chứ nhiều khi mình không đủ cái nhẫn nại. Nhiều khi mình chăm sóc người bệnh sốt cảm chừng vài tuần thể thôi là bắt đầu mình thấy mệt mỏi rồi đó. Có một hôm hồi đó mấy chú tiểu chùa
Một Pháp Hòa sợ nhất là chú nào bị cảm mà ho nha. Trời ơi, mỗi lần nó ho lên, nó ngồi thiền, nó ho đó, mình nghe mình khó chịu dữ lắm. Mỗi lần nghe ho là mình khó chịu lắm. Thì có một hôm có một chú ngồi dưới kia, Pháp Hòa ngồi trên này, nghe cái tiếng ho của chú mình khó chịu lắm. Thì ra hôm sau, mấy hôm sau là mình tới phiên mình. Cái lúc đó là mình cũng lên ngồi thiền, mình cũng ráng mình dằn cái cơn ho của mình mà đâu có nổi. Vừa đừng có nói chi xa, mới tức thì nãy này là lên nguyện hương nè. Tự nhiên mắc gì cái đang nguyện hương ngon lành vậy, cái nó ngứa cổ. Nó ngứa cổ, nó muốn ho. Mà ráng không ho là tại sao? Là tại vì á, mình ý thức rằng mình đang mang một cái microphone, mà cái microphone nó ngay ở trong cái cổ áo mình đây, mà mình ho một cái là bà con online người ta văng ra hết. Mình cầm cái microphone này, mà ví dụ mình cần ho mình đưa ra vậy thì còn được đi. Mà nếu như mà cái này là làm sao? Cho nên ráng mà mình dằn cái cơn ho đó để cho nó qua chuông, mà quý vị biết gồng dữ lắm mà. Nước mắt thì nó, mắt thì nó đỏ lên hết, mà tai thì nó rung, tại vì quý vị cứ tưởng tượng ho mà mình phải dằn thì nó như thế nào. Thì chừng đó Pháp Hòa mới tự nhiên mình mỉm cười thôi. Quả báo. Tại là mình thấy người khác ho mình bực bội, vì bữa nay cho mình biết thân. Đâu phải mình chưa từng ho, nhưng mà tại vì xưa giờ mình ho thoải mái, nó quen rồi. Bữa nay vô một cái nơi mà mình phải dằn cái cơn ho, mình thấy khổ vô cùng. Mình cứ tưởng tượng một cái cơn ho thôi đó, mà còn vậy thì nếu đau bệnh của một người nào họ phải chịu trên thân họ tháng này qua năm khác, thì họ sẽ khó chịu cỡ nào. Quán chiếu như vậy, cho nên mình ôm ấp được người bệnh, mình thông cảm được người bệnh. Mỗi ngày Pháp Hòa nhận nhiều email lắm, như Pháp Hòa thưa vậy đấy. 99% mail là khổ mail, ít có khi nào vui mail lắm. Và khi mình đọc xong mỗi cái mail á, mình thông cảm, mình rất là thông cảm. Tại vì những cái chuyện mà các vị chia sẻ đó, nó cũng là những gì nó xảy ra trong đời sống của con người mình. Dù mình là người tu, nhưng mình vẫn phải đối diện, mình vẫn phải làm sao để mình vượt qua được. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có thưa với đại chúng đó, Bát Nhã Tâm Kinh đó, khởi đầu mấy câu thôi: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Và cái bản tiếng Việt mình hay tụng mỗi tuần: Bồ Tát quán tự tại khi quán chiếu thâm sâu, Bát Nhã Ba La Mật tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Đó là việc làm mỗi ngày của chúng ta nè. Thứ nhất là chúng ta phải hành thâm Bát Nhã, tức là chúng ta phải thực tập, phải tập nhìn, tập quán. Và cái đối tượng mà chúng ta phải quán chiếu mỗi ngày là gì? Đó là ngũ uẩn, tức là cuộc sống của mình đó. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là hình sắc, thọ là cảm thọ, vui buồn, giận tức của mình đó mỗi ngày, thương ghét của mình mỗi ngày. Tưởng là cái trí tưởng tượng của mình, cái vọng tưởng của mình. Mình tưởng hay lắm, một chút rồi mình tưởng nó rất là lớn, mà chuyện nó rất lớn mình tưởng nó nhỏ xíu. Cho nên mới có chiến tranh hoài là vậy đó. Cho nên chỉ khi nào mình hành thâm được Bát Nhã, và cái quả này của mình là gì? Độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì qua được tất cả mọi khổ đau, đó là chuyện của chúng ta. Qua được tất cả mọi khổ đau, nhưng mà qua bằng cách nào? Thấy rõ mọi vấn đề. Thấy rõ mọi vấn đề và thấy rằng ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là không. Thì trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Tại bây giờ quý vị mình thấy á, mình sống á, thương yêu cũng hết đời, giận ghét cũng hết đời, hờn mát cũng hết đời. Cái gì nó cũng xong một kiếp hết á. Nhưng mà mình kết cuộc á, cái tuồng hát, cái cuộc đời của mình là kết thúc cái cuốn truyện đó. Nó là một cuốn truyện mang nhiều ý nghĩa, đạo lý, và đáng để cho người đọc hay là người ta nhìn cuốn sách đó, người ta dục thùng rác.
Có những cuốn sách đó người ta đọc hết trang này tới trang khác, và có những cuốn sách người ta chỉ đọc vài trang thôi. Thí dụ vậy đó. Thì mình, cuộc đời mình nó giống như một quyển sách. Mỗi ngày chúng ta đều có những cái mới lạ để chúng ta thực nghiệm, từ cái hay cho tới cái dở. Hồi nãy thầy Tịnh Tạng trong cái bài nói chuyện của thầy, thầy cũng có nói dịch bệnh cũng là một bài học. Mà cái điều này chúng ta cứ nói rỉ rả suốt từ xưa tới giờ, phiền não khổ đau cũng đều là những bài học. Cái quan trọng là chúng ta có lấy cái con mắt của Bát Nhã, của trí tuệ chúng ta nhìn không. Cho nên Bát Nhã có ba loại nè: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực chứng Bát Nhã. Mình nói khổ nó mình nói thôi, văn tự khổ thôi, mình có quán chiếu cái khổ chưa, mình có được vượt được tất cả những cái khổ, những kinh nghiệm về khổ chưa. Cho nên nói khổ đó là văn tự, trải nghiệm đó là gì, đó là quán chiếu tư duy. Khi nào mình thật chứng được tôi biết khổ là gì và tôi biết rằng khi hết khổ là gì, là qua tất cả mọi khổ. Cho nên cái chuyện mà chứng đạo, ngộ đạo chứng đạo là chuyện có thật, chứ không phải chuyện của ngàn năm sau. Và cái quan trọng là mình có hành thâm Bát Nhã. Hành thâm là gì? Đi sâu vào mọi pháp. Bát Nhã là trí tuệ, mà mình có trí tuệ để mình đi sâu vào mọi việc, để chúng ta thấy rõ từng vấn đề cho rõ rệt. Cho nên á, cụ Nguyễn Du khi cụ viết truyện Kiều, đầu tiên á, thì mình nghĩ là sao? Mình nghĩ rằng á, chuyện nghiệp chướng của mình đó là trời sắp xếp. Nhưng mà cuối cùng mình phát hiện ra một điều rằng có trời mà cũng có ta. Đâu phải chỉ ông trời không, có mình nữa chứ. Ví dụ ha, trời đang mưa mà không ở trong nhà đi, chạy ra ngoài tắm mưa làm chi cho bệnh, bệnh xong cái tại ông mà tôi bệnh. Thí dụ vậy đó. Rồi người ta nói một câu khó nghe, hay là chuyện của người ta mình xen vô để cho rồi người ta nói mình nhiều chuyện. Cho nó sao chửi tôi nhiều chuyện. Rồi mình giận người đó. Thí dụ vậy đó. Tức là có người mà cũng có mình. Tới nhiều khi mình cũng ham thích dính mắc vào một cái gì đó để rồi mới có chuyện. Cho nên khi đó cụ hiểu đạo rồi á, thì không có còn quán. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Nhiều khi mình phải chấp nhận một cái cuộc sống là bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng khi hiểu đạo ra rồi thì sao? Có trời mà cũng có ta. Tu là cõi phúc. Chữ tu đây là xả bỏ. Tình là dây quan, là những cái cột chặt. Hễ một cái chuyện gì, cái chuyện đó, cái chuyện xảy, những cái tình nó xảy ra trong cuộc đời này, thương vui mừng ghét gì đó, nhưng mà nếu chúng ta có tu ở mỗi cái cảm xúc đó thì cái vui nó cũng không làm mình quá vui, cái buồn nó cũng không làm mình quá buồn, và cái nào mình cũng tiếp nó như thị. Như vậy đó. Mà không có cái gì hơn mà không có gì kém. Cho nên nếu mình giữ được cái bất tăng bất giảm, hiểu được cái chỗ đó, mình qua được tất cả mọi khổ ách. Cái khổ nó tận thì cái cam lai. Khổ tận cam lai là gì? Cái khổ mà nó hết, cái đắng mà nó hết thì cái ngọt nó tới. Trong truyện Kiều cũng có câu đó. Hay là khổ tận cam lai, xưa sau sầu khổ, sau nay vui vầy. Lúc mà Kiều đàn những bản nhạc, nghe hết có sầu não rồi, thì trong lòng của mình nó hết buồn rầu, thì mình không còn tấu lên những khúc nhạc kia nữa. Người nào mà rầu rĩ hoài, quý vị gặp người đó, quý vị sẽ nghe một khúc nhạc than: trời ơi tôi khổ quá. Ví dụ vậy đó. Còn người nào mà ta hết khổ rồi, ta không gặp mình, ta không có than thở gì nữa. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng cái câu kinh Pháp Cú thứ 66 ha. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay.
là mình nhớ kẻ thù của mình á. Pháp Hòa nhớ ông nhạc sĩ Phạm Duy có cái bài hát á, kẻ thù ta không có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai, kẻ thù ta tên nó là gian ác. Tức là mình nhớ rằng á, trong cuộc đời này những người thù nghịch với mình không phải là con người. Ở đây không phải là mình chửi người ta nha, nó là con người không phải là đối tượng để mình thù ghét. Mà cái mà mình sợ hãi đó là mình sợ là mình phải phòng ngừa là gì? Đó là tham sân si của chúng ta. Tại vì sao? Tại bản chất của con người không có ác, nhưng mà tại vì chính người kia cũng có tham, mình cũng có tham, họ cũng có sân, mình cũng có sân. Rốt cuộc tham sân si nó ngự trị trong mỗi con người thì mình nói người đó ác. Chứ thật sự cái ác chính là cái pháp nó ở trên con người đó. Cho nên đại chúng nhớ, Đức Phật hay dạy mình đó, chúng ta không có cần phải giật cái người ác, mà nếu cần á, là cần dừng chỉ đi cái nhân ác, cái pháp ác. Thí dụ con người mình á, biết giết người thì giết người là cái pháp ác. Thật ra nếu mà cái pháp giết người không có mặt trên thế gian này thì không cần phải nói gì nữa hết, không cần phải nói giới sát sanh gì nữa hết. À, cái pháp ăn trộm ăn cắp, cái pháp nói dốc nói đâm thọc, đó là những cái pháp hệ con người mà ghét nhau rồi là họ dùng vô số phương tiện để hại nhau qua lời nói. Vậy thì cái lời nói đó là cái pháp ác, còn bản chất con người đâu có cái đó. Còn con người mình bị cái pháp ác nó lấn áp, nó chiếm hữu và nó làm khổ mình. Và đây chúng nhớ cái đó, mình diệt cái pháp ác chứ bản chất chúng ta không có. Cho nên đó, ngài Quy Sơn đó, nói với người đệ tử, người tới người bươi trong đống lửa đó coi có lửa không. Người đệ tử đứng tới nhìn đống tro, nói dạ đống tro lạnh rồi không có lửa. Ngài Quy Sơn tới cầm cái cây quẹt tro hai bên ra, gấp cục lửa ra, cái này là cái gì? Người đệ tử ngộ đạo. Vậy thì ngài Quy Sơn muốn hỏi gì? Ở trong cái đống tro tàn này có lửa không? Nghĩa là ở trong thân tâm, ở trong mỗi con người có cái thiện không? Chúng ta chỉ nhìn sơ là nói kẻ đó ác, kẻ kia xấu, không. Tìm sâu ở trong con người đó có cái thiện. Cho nên là không ai vô dụng hết á, mà tại vì mình chưa khai thác được cái hữu dụng của người đó thôi, chứ họ không hề vô dụng. Đấy, Pháp Hòa hay đưa ví dụ đó. Quý vị cầm một bao rác ra đi, quý vị nói đây là bao rác, đây là bao rác. Nhưng bây giờ mình mở bao rác đó ra, à trong bao rác này có mấy cái chai ni lông, bỏ một bên đi bán được nè. Trong bao rác này có giấy cạc tông nè, recycle được nè. Trong bao rác này có những rau cải để làm phân bón nè. Cuối cùng một bao rác đó hữu dụng hết. Cho nên cái gì mà bỏ phí không xài gọi là waste, chứ thật sự không hề có cái gì waste. Chẳng hạn như thời gian, người tiếng Mỹ gọi là waste time. Đó là vì chúng ta không biết sử dụng thời gian, chứ bản chất thời gian nó đâu có waste, nó đâu có rác đâu, mà tại vì mình không biết sử dụng nó. Thí dụ như giờ cái chân mình đau nè, mắt mình mờ nè, tai mình lãng nè, ăn hết biết ngon mà vậy mà chưa chịu tu nữa là mình biết là mình waste cỡ nào rồi đó. Hồi trẻ biểu tu nói tôi còn khỏe gì mà tu gì, giờ tới hồi sắp sắp lên đường rồi mà chưa chịu tu thì có gì đi theo, nếu không nói là một đống nghiệp của mấy chục năm. Cho nên càng ý thức bệnh tật nó tới với mình thì phải càng tu mau tu gấp. Tu đây không có phải là mình làm cái gì ghê gớm, hãy sửa đổi tánh tình, sửa lại cách sống. Cho nên cái bài sám hối mỗi sáng mình tụng, cách ăn thoái ở tùy thời mà con khó tránh khỏi nơi tội tình. Cái cách thật sự tất cả nghiệp của mình là từ đâu? Từ cái cách ăn cách ở của mình mỗi ngày thôi. Và không có chuyển hóa được cái nghiệp gọi là phiền não chướng, nghiệp chướng, thì nó trở thành ra cái báo chướng thôi. Cho nên cái lời văn của Tổ Quy Sơn hay cực kỳ, hay vô cùng tận. Và vì vậy mà các thầy, các vị nào mà xuất gia là ai vô chùa tu
Và cái việc đầu tiên là khuyến khích ráng học thuộc cái bản văn Quy Sơn Cảnh Sách. Tại vì sao? Tại vì lời nào, đụng vô lời nào nó cũng đều là cái kim chỉ nam cho đời mình hết. Thí dụ như một câu: Nhật vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thủ. Nhật vãng, nhật là ngày, nguyệt, nguyệt là trăng, tượng trưng cho ngày tháng, ngày đêm qua lại mỗi ngày, thốt một cái đầu đã bạc. Đồng ý không? Đó. Nhật vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thủ. Qua đây mấy chục năm trời rồi lo cặm cụi làm ăn, rồi thậm chí cũng trang điểm, cũng cắt tóc đồ mà mỗi ngày, mà tự nhiên sau một ngày kia phát hiện lúc này bạc dữ. Ngày tháng thì cũng có vậy, nhưng mà nhìn lại mình thì sao? Không được gì hết. Hôm nào có gì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một ít trong cái Quy Sơn Cảnh Sách. Thì cái đó là cái văn bản học của người xuất gia. Nhiều trong đó có nhiều đoạn mà đáng để cho mình ghi tâm, mà không luận là người xuất gia tại gia, ai cũng cần học. Và nói cái câu mà Nhật vãng nguyệt lai táp nhiên bạch thủ thôi. Hay là cái câu gì: Nghiệp quả sở khiên thành nan đào tỷ. Nếu mà nghiệp mà nó đến thành, nó thành hình rồi đó nghe, đừng có hòng mà đào, đừng có hòng mà trốn thoát. Đào tỷ đó là mình tẩu chạy á. Lúc đó 36 kế tẩu quy thượng sách à. Không được. Người mình hồi xưa người ta soạn một cái quyển gọi là Tam thập lục kế. Điệu hổ ly sơn, nhất thập nhị điểu, khổ nhục kế. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Cuối cùng là cái gì? Tẩu vi thượng sách. Cái cuối cùng hay nhất là bỏ chạy. Thôi thì chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Xin hẹn gặp lại tuần sau.